Có một hôm là em đang đi đường này và tự nhiên em nhớ đến vợ em, là một cô bạn có cái đường lai đỏ này, và em đi trên đường em nghĩ trong đầu là bây giờ mà đi đường mà gặp ở trên đường thì sẽ yêu luôn. Lúc đấy thì tình cờ em quay sang thì đúng là bên đường vợ em đang ngồi sau xe một đứa bạn và đang ngáp. Đang ngáp. Rất là rồi. Rồi. Ôi, nó rất là duyên tình đần đần. Em cả thiệt luôn á. Mà chồng em dắt về nhà, có nghĩa là cái tháng đầu tiên là chồng em cứ đòi về nhà em thôi. Em bây giờ em mới nghĩ lại thì em mới đoán ra là hóa ra là hết tiền. Mỗi lần mà em bảo về làm gì sớm thế thì bảo là nếu mà em không về thì anh chia tay đấy. Đã là có nghĩa là lúc nào cũng dạ chia tay. Thế là em cũng dắt về thì mẹ em cũng không nói gì cả. Là một năm sau thì cũng khó khăn, bởi vì là cái kinh tế nó khó khăn, nên là hai vợ chồng nó nhiều trục trặc ạ. Kiểu cãi nhau nhiều, xong rồi là bọn em còn có em bé và em lại sẩy nữa. Sẩy mất hai lần. Đấy, cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn bọn em cảm thấy là khá là khó khăn. Cái giai đoạn mà em sẩy đứa thứ hai là em có bị stress không? Em có ạ, em khóc triền miên luôn ấy. Thấy hai đứa nhảy xong hai đứa tụi mình muốn không có ngồi nữa, đứng nói chuyện vâng, luôn. Ok. Đứng đi. Đứng luôn. Ừ, vậy nè. Cảm ơn hai bạn đã mang đến một cái không khí chào đầu rất là sôi động. Cho một miếng music. Miền núi sập. Đó, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Thua à? Đứng nhảy gì hoài nè, nó lại hết tay rồi. Đó, cảm ơn chương trình. Nói chung là không đúng chuyên môn của mình. Vấn đề là vấn đề. Thứ nhất là không đúng chuyên môn, thứ hai là không đúng lứa tuổi, thành đó. Ra là nói chung là thôi đi. Mình ngồi đi con. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Hiện tại thì vợ chồng em đang làm nghề sáng tạo nội dung và là chủ kênh Toki Family, chuyên các bài tập về fitness ạ. Như là vừa rồi có trình diễn ở trên sân khấu của Vợ Chồng Son. Thì ngoài các bài tập fitness như vừa rồi thì chúng em có những cái bài tập như là đạp xe theo nhạc. Vâng. Hay quá. Bây giờ hãy giới thiệu về mình cho khán giả được biết đi nào, mời em. Em là Phương Anh và em năm nay 31 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Xin chào chị Ông Vân, chào anh Quốc Thuận, chào chương trình và quý vị khán giả. Em là Xuân Tiến ạ, hiện tại em 32 tuổi và em đang làm nghề chính là sáng tạo nội dung cùng với vợ em. Chắc có lẽ là hai đứa quen nhau trong một cái dịp là hai đứa đi tập thể dục chung với nhau, đúng không? Nhưng mà hai bạn này từ Hà Nội bay vô đó em. Ồ quên ha. Hai đứa đang ở ngoài Hà Nội. Hai đứa là Hà Nội bay vào. Khi nào? Bọn em vào đêm qua. Đêm qua. Đấy, cho nên là phải cảm ơn đó tụi chị á, là thay mặt chương trình đó là cảm ơn tụi em đã đến tham gia với chương trình. Đúng Vợ rồi, Chồng Son. Đúng vậy. Tôi quay trở lại cái phần đoán của tôi. Chắc có lẽ là hai đứa là quen nhau từ một cái dịp là hai đứa đi tập thể dục ở trong một cái phòng tập nào đó, coi như là để ý nhau và quen nhau, đúng không? Dạ không ạ. Nhân duyên của bọn em thì bọn em đã cùng tập. Anh chồng em thì là làm huấn luyện viên ở một câu lạc bộ và em cũng tập cùng câu lạc bộ đấy luôn. Thế nhưng mà em chưa bao giờ vào lớp chồng em cả. Thì lần đầu tiên mà em gặp nhau lại ở quán trà chanh, một quán trà chanh ở bên ngoài. Không phải đi cùng nhau luôn ấy ạ, lúc đấy thì chồng em vẫn còn đang đi với người yêu cũ. Nhưng mà lúc đó em nhìn thấy cái hình dạng của anh mà bên ngoài thì có ấn tượng gì về về mái tóc hay là về cái nguồn năng lượng của ảnh mang đến không? Vợ em ngày xưa cảnh cao lắm. Lúc đấy thì em không để ý luôn ấy, tại vì có người yêu là coi như là auto ra khỏi tầm mắt. Không thèm nhìn. Không thèm nhìn luôn, chỉ nghe cái tên thôi ạ. Còn em thì sao? Em thì cũng hơi có ấn tượng vì vợ em mà nhuộm tóc có một cái line màu đỏ đấy. Thì em biết là quen với cả bạn thân của em. Thì sau một thời gian thì em với cả người yêu cũ của em không ổn nữa thì vợ em chia tay và có một hôm là em đang đi đường này và tự nhiên em nhớ đến vợ em, là một cô bạn có cái đường lai đỏ này, và em đi trên đường em nghĩ trong đầu là bây giờ mà đi đường mà gặp ở trên đường thì sẽ yêu luôn. Lúc đấy thì tình cờ em quay sang thì đúng là bên đường vợ em đang ngồi sau xe một đứa bạn và đang ngáp. Đầm ngáp. Rất là rồi. Rồi. Nó giống như là duyên tình đần đó em. Thiệt luôn á. Nhưng mà em đang nhớ rồi. Lúc đó cái mặt như nào? Giống cái bộ phim Tom và Jerry mà mở đầu có chú sư tử ngáp. Rồi sao nè? Sao lại sao? Lúc đó em sao? Em vừa thấy lúc đó em nghĩ sao? Em vừa ướt mà.
Thật vậy luôn à? Thế chết à? Rồi. Thế là chết rồi. Mới tìm gọi cho người cái người bạn mà biết bọn em đấy và em xin số em nhắn tin luôn. Em nhắn luôn câu đầu tiên là ngáp to thế nhờ. Thế là từ đấy là có một cái hẹn là em sẽ mua cái sô cô la Nama cho vợ em để em ném vào mồm mỗi khi vợ em ngáp. Trời ơi. Thế là em thì sao nè? Tự nhiên nhận được câu là ngáp to quá nhờ thì lúc đấy lúc đấy em cũng giật mình, em nhìn xung quanh và không biết là gặp mình ở đâu. Thế xong sau lúc đấy thì bọn em mới bắt đầu nhắn tin với nhau nhiều hơn. Thế lúc đấy thì em cũng đang trong giai đoạn là có người yêu. Cũng chuẩn bị là chia tay đến nơi. Bắt đầu bọn em cứ nhắn tin với nhau nhiều, rồi chồng em lúc nào cũng đến hẹn em đi chơi suốt từ sáng, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm chồng em mới thả về. Đó là mới giai đoạn là mới quen nhau thôi đã. Giờ đến khi nào mới tỏ tình với cô ấy? Thì từ lúc mà em nhắn tin và có ý định là tán ấy, thì mùng 6, 10 thì đến mùng 3, tháng 11 thì chính thức yêu nhau. Đó là 13, mùng 1 là khoảng gần 1 tháng. Lời tỏ tình sao? Tỏ tình ở hồ cầu tình ạ. Hồ cầu tình. Mãi về sau mới biết đấy là cái hồ cầu tình. À lúc mình chưa biết đó là hồ cầu tình luôn. Tại vì nó chỉ là một cái hồ gần nhà của em, hàng ngày em đưa vợ em. Đâu em nói cụ thể đi. Tại vì sẽ có những người xem chương trình này ở ngoài đó là hồ cầu tình đó để mà người ta tỏ tình đó. Vâng, cái hồ cầu tình ấy thì buổi tối nó hơi bị tối ạ. Đúng rồi. Cái đèn nó lờ mờ lắm ạ. Em mới đỗ xe ở đấy và em bắt đầu em trải lòng với vợ em nói chuyện bình thường thôi vì lúc đấy em cũng nôn nóng lắm rồi. Thì cũng chia sẻ với vợ em là em không còn lực nữa nên là em vừa chỉ còn tâm thôi. Thì em mới tỏ tình với em thì đợt đấy em hối lỗi với nhà em muốn có một cái lời tỏ tình ấy nó chạm đến cả cái sự nghiệp của em nữa. Em có nói là em là rất thích vợ em và rất thích đấy thì trong suốt một gần một tháng qua thì em cũng đã gọi là như kiểu yêu rồi thì hàng ngày thì vợ em thấy em đạp xe ở trên lớp, em dạy cả bố đạp xe nữa. Thì thấy em rất là khỏe không? Nhưng mà thật sự là theo đuổi em anh còn mệt hơn là đạp xe. Anh đạp theo em, anh theo đuổi em mệt hơn đạp xe nên là em đồng ý làm người yêu nhé. Tỏ tình mà mang cả nghề nghiệp vào. Vâng ạ. Thế là lúc đấy thì bây giờ thì em không nhớ chính xác cái lời tỏ tình như nào nhưng mà lúc đấy em nghe cũng cảm động lắm. Tại vì em cảm nhận là sự thật. Vâng. Mà rất là thật đúng không? Thương ấy nhỉ. Rồi em trả lời sao? Em đồng ý thôi ạ. Em đồng ý sau là. Rồi sau đó là có nhào vô hôn liền không? Có, rồi hôm đấy chồng em cứ đòi hôn em. Phải xác nhận nhỉ. Nhưng mà lần đó là nụ hôn đầu tiên đúng không? Có một lần hôn trộm ạ, nhưng mà lúc đấy hôn trộm vợ em cười thì hôn phải răng. Rồi lần này hôn hôn trắng trợn luôn thì vâng sao? Ạ, hôn là bàn cháo luôn. Bàn cháo luôn. Đúng không? Thế rồi bố mẹ sao? Bố mẹ nhìn phát là có ưng cậu rể này luôn không hay sao? Mẹ em thì khá là dễ tính, mẹ em lúc nào cũng ủng hộ con cái, yêu ai mẹ em cũng ít khi nói lắm. Thế là lúc mà chồng em dắt về nhà, có nghĩa là cái tháng đầu tiên là chồng em cứ đòi về nhà em thôi. Em bây giờ em mới nghĩ lại thì em mới đoán ra là hóa ra là hết tiền. Mỗi lần mà em bảo về làm gì sớm thế thì bà là nếu mà em không về thì anh chia tay đấy. Đó là có nghĩa là lúc nào cũng dạ chia tay. Thế là em cũng dắt về thì mẹ em cũng không nói gì cả. Xong rồi là ăn dầm nằm rể đấy mất 3 năm trời. Cho đến một ngày là mẹ em không thể chịu được nữa. Mẹ em vào hỏi là hai đứa bây giờ hai đứa tính thế nào. Là chồng em phải bắt buộc phải hỏi cưới. Sau khi kết hôn thì mấy đứa có gặp những cái khó khăn hay gặp những cái sóng gió gì không? Và đó là giai đoạn gì? Nói chung là lúc mà bọn em chuẩn bị cưới thì bọn em cũng phải tự lo cho đám cưới của mình. Tại vì là gia đình bố mẹ hai bên cũng không gọi là kinh tế cũng không phải là quá là đầy đủ. Nên là bọn em cũng phải tự lo cho đám cưới của mình. Thì đến cái ngày mà cưới xong, bọn em trả hết tiền cỗ, tiền các thể loại tiền thì bọn em không còn một đồng nào cả. Nghĩa là cưới buổi sáng là buổi chiều là bọn em không còn một đồng nào trong người luôn. Thế là một năm sau thì cũng khó khăn bởi vì là cái kinh tế nó khó khăn nên là hai vợ chồng nó nhiều trục trặc ạ. Kiểu cãi nhau nhiều xong rồi là bọn em còn có em bé thì bọn em lại sẩy nữa. Sẩy mất 2 lần. Đấy cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn bọn em cảm thấy là khá là khó khăn. Cái giai đoạn mà em sẩy đứa thứ hai á là em có bị stress không? Em có ạ, em khóc triền miên luôn ấy. Lần đầu tiên thì mình không có nhiều cảm xúc như lần thứ hai. Mà nó lại gần nhau quá, nó chỉ cách nhau khoảng nửa năm thôi. Mà cái tâm lý là khi mà cưới nhau về rồi thì kiểu không có con thì nó bị mệt mỏi ấy. Mặc dù là hai bên gia đình không hề áp lực đâu. Nhưng mà đến cái lần thứ hai em xảy ra em rất là buồn. Lúc đó em chia sẻ với vợ mình như thế nào? Thì em thật là em rất là mải chơi. Mải chơi đây là mải chơi em có tật là nghiện game. Nên là thật sự là lúc đấy mình vẫn còn trẻ con quá và khi xảy ra lần một thì mình cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Mình gọi là cú buồn đầu tiên trong cái chặng đường của hai đứa. Thì lần thứ hai thì em có suy sụp
thi chụp cùng em, và em có an ủi với em là nếu mà bây giờ mình không có khả năng nữa thì có thể sẵn sàng nhận con nuôi. Hoặc là kể cả không cần có con luôn thì anh vẫn ok, không vấn đề gì cả. Thì em có an ủi với em như thế. Thế là bọn em quyết định đi làm thụ tinh. Thì bây giờ hiện tại bọn em đang có một cặp sinh đôi ạ. Đâu được mấy rồi? À, hai bé nhà em được gần 3 tuổi. Trai gái vậy? Hai trai ạ. Wow. Bố rồi ôi. Lời quá, ông chồng ông lời quá cơ. Thế giống bố hay giống mẹ? Một đứa giống bố, một đứa giống mẹ. Ôi trời ơi, chúc mừng. Trời ơi, đáng yêu quá. Chắc hai đứa không xem Vợ Chồng Son nhiều rồi đúng không? Nói cái phần mà chúng ta nói về đối phương đó, bóc phốt ở đó. Thì vợ em hay cằn nhằn với em. Cằn nhằn thì chắc là cũng là mình có tật thì mới bị cằn nhằn, nhưng mà ví dụ như chơi game còn không vậy? À, vẫn thỉnh thoảng ạ. Thỉnh thì thoảng là phải cay. Đúng rồi. Có ghen không? Bây giờ thì chắc là không còn nữa. Bởi vì trước là em làm dạy ở trung tâm thì tiếp xúc mới nhiều. Chứ còn bây giờ thì làm... Thì family rồi. Anh làm... quen rồi. Mới. Mới. Kể đi. Chắc là cách đây khoảng 2-3 tuần. Có nghĩa là bình thường là em sẽ cho con em ngủ phòng riêng. Thế sau em sẽ cho con em ngủ thì em ngủ quên luôn ấy. Thế là em ngủ một cái giấc nó đến tầm 2 giờ. Em mơ một cái giấc mơ mà em dậy em mệt mà em bực mình. Thế là em dậy em sai chửi nhau với chồng em luôn, em cãi nhau với chồng em. Chồng đang ngủ hả, dựng đầu rồi chửi. Phải biết là mơ cái gì mới là mơ là đi với người khác ấy ạ. Mà không nhớ mặt luôn. Thế không là... mặt không ấy, không bao giờ thấy đâu. Xong rồi cứ dừng đang đêm con em cứ dừng tủ lạnh rồi cửa cứ rầm. Mà em sợ là hàng xóm còn sang phàn nàn. Nhưng mà cái nguyên nhân là do là nằm chim bao. Và bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em mong muốn là vợ em sẽ tin tưởng em hơn. Đấy, tin tưởng em sẽ không làm điều đấy với vợ em. Em mong muốn là vợ em sẽ tìm được một cái để tận hưởng cuộc sống hay là xả stress. Để sau mỗi lần mà bị suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ được xả ra ngoài. Rồi, bây giờ tới em nè. Đó, ông xã mình có những cái tật xấu gì? Chồng em thì cái tật xấu lớn nhất đấy là chơi game ạ. Nghĩa là em, tại vì là em đúng là cái đứa hay nghĩ nhiều. Nên là em cũng hay kiểu lo toan quán xuyến gia đình nhiều. Nên là mỗi lần mà kiểu em phải làm cái gì quá nhiều em cũng bị mệt. Xong rồi em nhìn sang chồng em thấy chồng em đang chơi game là em bực mình lắm. Em bực mình không chịu được. Thế là em lại cãi nhau với chồng em. Đấy là cái mà tật xấu lớn nhất mà em thấy là em muốn là chồng em bỏ hẳn luôn. Chứ không đó, phải là game nữa. Game. Chế lại. Có bừa bộn không? Có ạ, bừa bãi lắm ạ. Mà nhà có trẻ con nữa. Vâng, bây giờ là còn đỡ rồi. Chứ còn ngày xưa là hầu như là cứ nhờ quần áo với tứ tung. Cái lần đầu tiên mà em đến nhà chồng em trước khi bọn em cưới là để sửa phòng, sửa sang lại phòng để cưới. Thì em thật sự là em nhìn thấy phòng xong em sốc luôn. Tại vì như là một cái ổ chuột. Nó vừa... Rồi bây giờ. Bây giờ có hai ông hoàng tử nữa mà ông bắt trước bố ông ấy. Thì có mà ba ông thế thì có em chết. Đúng rồi. Bây giờ có nghiêm túc không? Hay là ở nhà rất là coi như là nghịch ngợm, tăng động như mà... Chồng em không bao giờ ngồi yên ở một chỗ luôn ạ. Kiểu ngồi như này chắc chắn là đang rất là khó chịu. Tái mồ hôi. Tái mồ hôi. Với em thì đấy cũng là một cái vừa là điểm yếu vừa điểm mạnh. Bởi vì là chồng em có những cái sự nó nhanh nhạy trong cái suy nghĩ và cái sự sáng tạo của chồng em nó lớn. Thì nó kiểu như là... Nó bổ sung cái nghề nghiệp đúng không? Ok. Đó, nhưng mà, rồi, vậy thì em mong muốn là bớt chơi game. Rồi có mong muốn là chồng sẽ ngăn nắp hơn không? Em mong là chồng em sẽ giúp đỡ em nhiều hơn trong việc nhà. Việc nhà đúng không? Đó. Em ơi, thật đấy. Bây giờ với mấy cái cô gái mà có những cái mà hay cả nghĩ mà overthinking như thế này á, là cái người mà tác động mà gọi là gần gũi nhất mà dễ làm cho cổ bớt đi suy nghĩ là em đó, đúng là rồi. Chồng đó. Cũng vì thế mà bọn em rõ ràng ở riêng thì để mình cũng có trách nhiệm với gia đình hơn. Đúng rồi. Thôi, thôi đứng lên nói vài lời đi. Vợ ơi, là anh hứa vợ là anh sẽ điều tiết được cái sở thích của mình và hy vọng là anh sẽ bỏ được hoàn toàn và anh cũng sẽ làm gương cho con mình này. Anh cũng có thể không phải là một ông bố hoàn hảo nhưng anh sẽ là một người bố tốt nhất cho gia đình của mình. Hành động đi nào, hành động đi. Ôm vắt nào. Cảm ơn hai vợ chồng. Em tên là Vũ Thị Thanh Hiền, năm nay em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Em tên là Phạm Văn 12, năm nay em 28 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Xem đó mà sao kỳ vậy ta, sao anh 12 ơi, sao anh nhìn lớn rất nhiều so với lại cô vợ bé xíu xíu của cô anh á. Dạ, cũng có thể đó là cũng là nguồn gốc, có thể là sự mâu thuẫn hàng ngày giữa hai vợ chồng với nhau. Ồ vậy đó hả? Dạ. Trước tiên là xin hỏi cái số 12 này là ý nghĩa gì? Có thể là thứ 12 trong nhà phải không?
Dạ không, thật ra nhà em tới tính tới 14 người con lận. À. Nhưng mà cho ba em thích ông Nguyễn Văn 12 nên đặt tên em là Phạm Văn 12 thôi. À, vậy hả? Chứ dạ. Là em là thứ 12 hả? Dạ, đúng rồi. Hai em hãy kể cho anh chị nghe cái ấn tượng đầu tiên của các bạn gặp nhau. Năm 2013, bên công ty em có làm một cái dự án. Thì bên chồng em là bên tư vấn giám sát. Thì ấn tượng đầu tiên của em về chồng em là rất là ít nói, trầm tính. Mà sếp em á, thì giao cho em một cái nhiệm vụ. Mày phải cua được 12. Ừ. Nếu mà mày không cua được nó là sếp cho mày về xí nghiệp ngồi. À. Sứ mệnh ghê. Dạ, em cũng xin nói rõ hơn là lúc đầu gặp vợ em thì em thấy cô này cũng bình thường. Mà tiếp xúc từ từ thì thấy cô này cũng là hồn nhiên, tính tình cũng vui vẻ. Và nói chung là cổ là những gì mà khiếm khuyết em chưa có. Và vậy một buổi cuối tuần em đang ngồi chơi game. Thì vợ em nhắn tin với một câu là anh ơi anh có rảnh không? Em cũng trả lời là rảnh. Vợ em mới nói là thôi chúng mình quen nhau cho bận chiếu đi anh. Đó. Cho em đính chứng một chút à, lúc đầu thì cũng chỉ nghĩ là chơi thôi. Thì có xin số điện thoại của sếp để chọn anh này. Thì em mới nói là anh ơi anh rảnh không? Thì anh mới nói ừ anh rảnh có gì không em? Cái em mới nói là vậy thôi mình yêu nhau cho bận chút đi anh. Cho bận chút. Nhưng mà 12 lại kể là nó thiếu cái chữ yêu. Dạ đúng rồi. À đúng không? Quen đồng bên đây người ta nói chữ, người ta xài chữ yêu. Từ quen với chữ yêu nó khác nhau kỳ lắm nè. Ủa nhưng mà cái lúc đó đó là em đã nhận được cái lệnh của sếp chưa? Dạ chưa, lúc đó là... Lúc mà nhắn tin đó là nhận được lệnh. Nhưng mà chủ động chứ. Dạ lúc đầu chị nghĩ là chọc thôi. Có nghĩa là vậy là em có tình cảm rồi đúng không? Dạ. Có để ý rồi đúng không? Dạ đúng rồi, có để ý. Khi mà sếp giao nhiệm vụ cái là lãnh liền. Cái nhiệm vụ khó khăn chứ. Nói chung là vẹn cả đôi bên. Như là của mình mà cái này là vừa lòng sếp. Sau khi mình nhận được tin nhắn cô vợ em là qua thành xa đi làm là chủ động hẹn vợ em đi ăn đi uống rồi đi chơi. Và cũng tưởng đó là gần như là ngày nào cũng vậy, em chở vợ em đi chơi mà tới 11, 12 giờ em mới về tới nhà luôn. Lúc đó sếp biết không? Dạ không, thời gian mà tụi em quen nhau là giống không ai biết hết, là đến gần cưới. Nói chung là tình cảm là bí mật luôn, không khách đại thật không có bộc. Ủa nhưng mà ông sếp ông lại đang muốn gài em cái chuyện mà ông muốn em là phải chiếm được tình cảm anh này thì em phải càng phải chứng tỏ cho ông biết chứ. Em dặn chứ là không nên thọ show ra, không thể hiện ra. Nhưng mà lý do? Trong tình cảm và công việc đó là hai cái nó tách biệt nhau. Có nghĩa là em biết cái lệnh của sếp cô này luôn. Dạ biết luôn. Tại cô đó nói cho em nghe. Bạn này là muốn cái gì ra cái đó, yêu đàng hoàng chứ không phải là chúng tôi vì một cái công việc để mà chúng tôi tiếp xúc là giả danh hoặc là những cái điều như thế này đúng không? Dạ. Nhưng mà giấu sao giấu nổi trời. Dạ đúng. Ngồi trong dự án thì chung container trong dự án nhưng mà cái đó là vợ em thì có thể là thể hiện ra nhưng mà em là container em rất là ít nói. Em chỉ chầm chầm lì lì và em chỉ làm việc thôi, muốn gì thì em sẽ nhắn tin với lại vợ em. Tại vì ngồi trong cái container nhưng mà sếp không phải lúc nào sếp cũng ngồi, chỉ có trưa là sếp ra đó, sếp ngồi sếp nghỉ thôi, còn thường thì sếp hay ra ngoài công trình. Mà anh này thì ngồi trong công trình thì mỗi lần không có sếp thì hai tụi em nói chuyện với nhau. Nhưng mà tụi em phải giấu hết chứ không lẽ giấu sếp không, mà thường là thì sếp của cổ ở trong container thì em ở ngoài công trường. Còn lúc mà em ở container thì sếp ở ngoài công trường. Nói chung là không có đồng phái nhau được. Cái chuyện lén la lén lút này đến bao lâu thì... Trong bao lâu? Lén la lén lút tới 2 năm mà đến khi mà gần đến ngày cưới. Là lúc đó là ai đòi cưới trước? Tại vì hồi xưa em quen một cái anh đó, hai bên gia đình cũng tới rồi, cũng nói chuyện. Xong rồi sau đó cái bên kia không im luôn. Cái đâm ra là khi anh quen anh này cái em bị ám ảnh. Thì em kêu thôi bây giờ đi đăng ký kết hôn đi. Đăng ký kết hôn trước khi cưới luôn á chị. Có nghĩa là làm thì làm phải có cái giấy mà, để cái đó, đó là mình bữa đó là em đang đi làm bình thường. Vậy em kêu bắt bằng buộc phải đi ra ngoài vườn, bắt buộc đăng ký xong mới được. Không theo là không chịu cho là không được. Mà nếu mà lúc đó em có phản ứng không? Hay là em đi liền? Không, em hỏi là sổ thầm gì gấp quá vậy em. Cái dạ em nói một hồi em mới suy nghĩ thôi. Tại đã xác định là quen là cưới rồi. Thì đăng ký trước hay đăng ký sau cũng như nhau thôi. Bây giờ đi làm vui ông bà xã luôn. Rồi tới lúc mà đã có giấy đăng ký kết hôn rồi cho đến cái ngày đám cưới của mình anh là liền không? Cách 4 tháng anh. Vậy thì quá ngắn đâu. Có đủ để thấy được cái tật xấu của nhau. Nhiều lắm. Nhiều anh. Nhiều. Tôi để ý là tất cả các bà vợ khi đến với vợ chồng son nha, bao giờ khi mà tôi gợi ý câu đó là hình như là hết 9/10 bà là nhiều dữ lắm anh ơi. Đó, mà cái phần này phần hay đúng không? Cho anh chạm cái tay nó đi. Bây giờ cho anh kể trước đó. Cọc tính, nóng tính, làm biếng, lười, không chia sẻ công việc với vợ. Làm biếng lười là một đó nghe. Trời ơi. Cọc tính, nóng tính cũng là một luôn đi. Chưa tới một phút nữa mà. Cho em năm tính double. Bây giờ em có thể kể chi tiết, mình đi vô chi tiết từng cái được không? Cọc tính hay giấu giếm nha? Có giếm tiền không? Có. Rồi nè, nóng tính nè. Giấu giếm. Đúng giấu không? Giếm. Làm biếng nè, ba cái. Dạ. Còn em sao? Mấy cái? Vợ em thì có những cái tính đặc thù người phụ nữ là hay càm nào nói nhiều là em không có nói tới rồi. Đúng rồi. Còn những cái tính em hay nói là tính là làm gì không có làm tới nơi đến chỗ mà hay là để chừng cái bỏ.
Tính là cũng còn nít lắm, chuyện nó suy nghĩ đơn giản lắm. Tức là mọi thứ là rất là đơn giản. Hồn nhiên lắm thôi. Bởi vì cái gì em nhiều khi á, em phân tích một cái vấn đề gì đó cho vợ em, mà vợ em nói sao anh mà làm cho em cụ non quá, làm gì mà suy nghĩ gì mà tùm lum vậy. Với lại là đi siêu thị là thường là mua đồ rất là nhiều vậy để đó. Ủa chứ em là đàn bà mà em đâu phải đàn ông đâu. Em cả cái việc mà đi mua chăn mình gói em nói mua bộ rồi, thích cũng mua hai bộ về tập để đó. Và cũng đâu xài đâu. Bữa đi ngoài đường có mấy cái người bán mấy cái ra ngoài đường á. Em mua có 70.000 tấm à. Nó vừa rẻ mà vừa sạch vừa đẹp nữa. Em về cằn nhằn mà bị la đó hả? Dạ, bị hai cái ra thôi. Bị ba trẻ la. Cái phòng thì nhỏ mà cái gì cũng đem về để đó. Tha về cũng được, tha về cũng được, tổ vậy. Tôi hiểu, tôi hiểu. Rồi bây giờ dễ thương mà. Thôi bây giờ cho anh lớn nói trước đó, bây giờ mong muốn ba trẻ cho ba trẻ nói trước mà dù lớn hơn con tuổi à. Bây giờ mong muốn em gái cô vợ bé bỏng của mình thì dạ, em muốn vợ em là nói chung là tính mà càm ràm hay càng nhằn là từ từ cái đó là phải thời gian mới thay đổi được chứ không có sớm một chiều được. Không có đâu em, nặng hơn. Đàn bà gái là vậy, nó nặng hơn. Càng dài lớn càng càm ràm. Làm cái gì đã một khi đã làm mà phải làm tới chốn luôn, không làm thì thôi. Với lại là nghĩ chín chắn chút, trẻ coi đôi khi nó dễ thương hồn nhiên nhưng mà đôi khi nó cũng làm cho người kia nó thấy họ không thấy mệt, nó cũng như là năn nỉ hoài. Anh trên này anh năn nỉ với anh ở nhà, anh có năn nỉ em đâu, em giận rồi đó, em ngồi em tức rồi em khóc cái đó, em sợ nhất là người gái khóc nữa. Rồi bây giờ bên này em cần bên này thay đổi điều gì? Bớt nóng tính, quan tâm vợ, bớt chửi lại. Thiệt không? Dạ có. Nhìn mặt hiền khô vậy á. Mà chửi nói chung là tính em là ít nói mà rất là cọc tính. Dạ chửi thẳng anh. Chửi em hả? Dạ chửi thẳng em á. Chửi tiếng đan mạch á. Dạ đúng rồi, mạch luôn. Đúng rồi, tiếng đan mạch luôn. Xài tiếng gì cũng xài đan mạch luôn hả? Nói chung lúc đó là cái não nghĩ khác mà cái miệng nó nói khác rồi chị ơi. Đó. Thôi đừng biện hộ, ở đây là biện hộ. Chị thấy vậy nè. Tức là trong 2 năm đầu là cái thời điểm mà tụi em phải dung hòa về tính cách để mà có thể ăn đời ở kiếp với nhau. Cho nên là cái năm đầu tiên là cái năm mà vô cùng nhiều những mâu thuẫn, nhiều những cái mà phát sinh làm cho đối phương cảm thấy là nhiều khi cảm giác là mình không thể nào mình có thể gắn bó với nhau được nữa. Đúng không? Dạ. Chính vì vậy mà ở cái năm đầu tiên này, nhất là lúc mà chưa có con đó ha, là cố gắng là cái tôi của mình dẹp bớt đi. Nếu mà thực sự là yêu nhau thì mình phải giống như là hòa hợp đó, để cho nó thành một khối. Rồi sau khi cái việc mà tụi em đã đạt được rồi, có nghĩa là smooth lại với nhau rồi đó ha, là sẽ đến một cái lần thứ nhì nữa là có em bé. Có em bé thì lại phải mất 1 năm cho đến 1.5 năm nữa để tiếp tục dung hòa cái chuyện đó. Nói chung các cặp vợ chồng qua được 2 năm đến 3 năm đầu tiên trong cuộc đời thì tụi em sẽ gọi là dắt tay nhau mà đi đến cuối cuộc đời thì cái xác suất đó nó nhiều hơn, nó gần hơn. Cái đó là kinh nghiệm đi trước rồi chị truyền lại thôi. 6 tháng nữa thì em được rồi. Được rồi, ok. Nha em, cho nên bây giờ chị thấy nè, em bỏ chữ thề đi. Nói chung là bây giờ em giảm rất là nhiều rồi. Bây giờ mà lúc này em nóng quá là em bỏ đi ra ngoài. Chỗ khác em không có nói nữa. Chứ biết sao, mình ở ngoài đường mình bị thiên hạ chửi. Kỳ lắm. Mình còn thấy chịu nổi. Chứ đừng nói chi cái người mình thương yêu, đúng không em? Chửi chịu nổi đâu. Bỏ cái đó đi. Nhớ nghe, đừng chữ thề nghe. Mỗi lần mà chạy ngoài không kịp nữa nhớ. Em có nói được tiếng Việt không? Không biết, biết chút xíu. Chút xíu. Em là người Hàn Quốc. Hàn Quốc. Cái câu chào là gì anh này? Anh nhân hơi xưa. Thôi giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào, em là Trong, em tên là Trong Chan Yang. Trung Chan Yang. Có phiên âm ra tiếng Việt Nam mình là như thế nào không con? Dạ không, ảnh chỉ có tên tiếng Hàn thôi. Giang năm nay bao nhiêu tuổi? Em là 36 tuổi. 36? Dạ, 36 tuổi. Em em nghe gì? Giang ở tỉnh nào? Ở bên Hàn Quốc á, là ở Seoul hay là ở gần Seoul, Gyeonggi-do, Ansan. Ansan, near to Seoul. Anh là job của anh, lập trình viên. Em là lập trình nghề nghiệp. Nghề nghiệp á. Lập trình viên. Lập trình viên. IT. Giang là ở Việt Nam bao lâu rồi? How many you live in Vietnam? 4 years. 4 năm. Rồi giờ Giang ở suốt 4 năm đây ở Việt Nam, 4 năm luôn. Có 4 năm luôn không? Có về Hàn Quốc lần nào trong cái đợt dịch vừa rồi không? Có về Hàn Quốc không? Dạ không, tại vì ảnh hưởng của dịch cho nên tụi con cũng ở Việt Nam không à. Là ở luôn 4 năm luôn. Là vậy luôn. Có nhớ mẹ không? Dạ
mẹ của ảnh mất sớm. Giờ chỉ sống với bố thôi. Dạ, ảnh có bố với lại chị hai. Ồ, có nhớ nhà không? Dạ có. Nhớ nhà hả? Dạ. Có khóc không? Có khóc không? Are you cry? Are you cry when you miss your father? I feel some many times some miss, but I have a new mom and dad. She's mom and dad. Oh. But they always take care about me harder, so I feel some better, really better. Good. Trời ơi, mẹ chắc thương lắm hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận. Con tên là Ngọc Bích. Năm nay con 26 tuổi. Ngọc Bích em của Ngọc Phước giống dễ sợ. Con biết Ngọc Phước không? Dạ biết. Đó, chứ bây giờ đang hot lắm á. Dạ. Hot lắm trong cái gì gia đình. Gia đình cục súc. Sao Ngọc Bích? Dạ con nghề nghiệp của con là thợ xăm. Hàng gì nhìn đó, nhìn rất là đẹp nha, rất là ạt. Anh này chắc không xăm đâu ha. Dạ có xăm. Có xăm. Ảnh xăm, ảnh mới gặp con. Như vậy là Giang đi xăm rồi Giang gặp. Gặp cô thợ xăm. Mấy em xíu gọi đâu đi gặp Phước á. Rồi gặp Bích. Nhưng mà là con là mở tiệm luôn hay là con làm cho người ta? Dạ con mở tiệm. Như vậy là đi xăm gặp cô chủ tiệm. Rồi cua luôn cô chủ hay là cô chủ cua anh khách hàng? Dạ ảnh cua con. Bây giờ mình phải biết vậy đó. Rồi bây giờ nè, cho chú Thuận hỏi là hai bạn á là quen nhau là trong tức tiệm là của con ở trong tiệm xăm hay là qua một cái giới thiệu hay là một cái gì? Dạ thật ra thì trước đây là con có tình từng chia tay một mối tình á, xong rồi con thấy chán nản quá cho nên con mới tải một cái app gọi là app hẹn hò. Nhưng mà con tải thôi chứ con không có sử dụng, con chỉ có đăng hình thôi xong rồi con thác ra. Thì sau một tuần con có thấy một cái tin nhắn mà cái bạn đó thấy con xăm nhiều á nên bạn nó nghĩ là chắc con là thợ xăm. Bạn này? Dạ không. Xong rồi bạn đó nhắn cho con là có phải con là thợ xăm không. Thì theo cái nghề của con mà thì con thấy như vậy là giống như có khách hàng. Dạ đúng rồi đó. Cho nên con mới trả lời là dạ đúng rồi em là thợ xăm. Thì cái bạn đó là bạn làm chung công ty với lại anh Giang. Đúng rồi. Thì bạn đó nói tiếng Anh không có được tốt á. Cho nên bạn đó mới nói là để anh của mình nó nói chuyện với bạn. Thì mới đá qua cho ông này. Thì ông này mới kêu con là tải Kakao Talk của Hàn Quốc á để nói chuyện cho nó dễ. Thì con cũng tải rồi xong rồi con với anh này mới là trao đổi. Thì lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. Tại vì Giang có hiểu không? Giang hiểu BD không? Nhìn tưởng ấy đúng không? Dạ nhìn tưởng ấy tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á nó làm V like đúng không? V like quá. Thì đó 360 đó. Áp quá đó. Dạ với lại anh để tay như thế này nè. Cho nên con cứ nghĩ là nghi chắc rồi. Con cứ nghĩ là ảnh là thế giới thứ ba. Không mà để chú hỏi coi. Cái lúc đó Giang nhớ là Giang chụp tới mình Giang để làm sao đó? Do avatar. Không về thiệt đó hồi xưa. Phải gì đó, đó. Cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba thì con cũng không có nghĩ gì hết. Thì tại vì đối với người Hàn Quốc nếu như người ta mà muốn xăm một cái gì đó người ta rất là kỹ, phải tìm hiểu như thế nào như thế nào. Xong rồi ảnh mới hẹn con ra để gặp nhau ở trong quán cà phê á. Xong rồi con với ảnh mới hẹn nhau ngày gặp ở trên quán cà phê là vào lúc 8 giờ sáng. Thì con tới trước, ảnh tới trễ tại vì ảnh phải làm xong rồi ảnh phải bắt xe để đi nhưng mà kẹt xe á cho nên ảnh tới trễ. Thì con ngồi ở trong quán cà phê con ngồi con đợi thôi. Thì lúc ảnh bước, ảnh mở cửa ảnh bước vô á. Trời cái người ảnh á cao to manly mà cái khuôn mặt không có giống ở trong avatar chút nào á. Con bị khựng. Con bị khớp dạ đúng rồi. Rồi còn Giang thì sao? Lúc mà Giang gặp mà Bích á Giang có ngã đổ liền không? Yeah. When first time you meet me in an ID cafe. Fall in love liền không? Yes, I feel like I falling in love a little bit. Tim đập mạnh đúng không? Tại sao? She looks like very some girly like her. How to say this? Like some student girl. Nhỏ, very feel looks like very shy and then very pure.
Sure. Yes. Là anh nói là nhìn thấy con nhìn nhỏ nhắn, nhỏ nhắn với lại ngây thơ, với lại lúc đó tại vì con bị khựng mà. Con kiểu con mắc cỡ, con không dám nói hết, con không nói một tiếng mặt nào luôn. Luôn hả? Lúc đó con xăm gì chưa? Dạ lúc đó con xăm rồi. Xăm gì mà nhưng mà con nghĩ là con ngây thơ con nít được xăm nguyên cái này là cái con dao cái kiếm. Dạ cái kiếm. Phải xăm nguyên kiếm đâm vô cái cổ họng. Không, tại vì do cái nghề của con cho nên con xăm vậy thôi, chứ thực ra là con cũng hiền lắm. Tại lúc đó là con còn ngây thơ, con ngồi con chụm vậy nè. Con không dám nói gì á. Có nghĩa là con bị đứng hình nữa phải không? Đúng rồi, con bị đứng hình. Cái người đàn ông này. Dạ. Mà anh này cũng thích mà, anh này nhìn vô là cũng có một chút cảm tình ngay và liền luôn mà. Rồi sao nè, cái cuộc nói chuyện đó nó có diễn ra thật là tự nhiên và thoải mái không con? Dạ có, ảnh kêu con cho ảnh coi mấy cái hình mà con, mấy cái tác phẩm mà con làm. Xong rồi nó hỏi con về giá rồi này kia. Xong rồi lúc đó là con mặc cái quần sọt ngắn ở đây vậy nè. Xong rồi một cái áo thun. Ảnh có thấy là hình xăm ở trên chân luôn nè. Cái anh đang ngồi đối diện con, cái ảnh đổi ghế qua bên kế bên con, cái xong rồi ảnh rờ vô cái hình xăm của con. Mà lúc đó con không có nghĩ là ảnh không biết có bị biến thái hay gì không, mà ảnh rờ rồi ảnh co rồi ảnh soi rồi. Con không có nghĩ vậy, nhưng mà sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con rồi á thì ảnh có nói là lúc đó anh dê em đó. Luôn hả Giang? Không hiểu, anh hiểu không? You touch my title before and then just checking a little bit. But this time you some you say ủa nó nghe nè, nhưng mà thật ra là ổng đó là ổng hỏi giùm, hỏi xăm giùm cho cái ông bạn ổng. Dạ. Mà sao ổng không dẫn ông bạn ổng ra mà một mình ổng đi? Cái lúc mà ảnh nói chuyện với con ở trong quán cà phê xong thì ảnh là người đặt lịch để ảnh xăm. Mà con cũng biết tại sao ảnh lại muốn đặt lịch để ảnh xăm nữa. Lúc đó con cũng không nghĩ là ảnh có thích con hay không nữa. Mà con chỉ biết là ảnh đặt lịch trước, ảnh nói là anh sẽ qua xăm trước, còn nếu như mà em của anh mà thấy đẹp hay gì á em của anh sẽ qua sau. Thì cái bữa mà ảnh qua chỗ con để ảnh xăm á, trời cái bữa đó cũng vui lắm, tại vì nhà mà con cái gì? Dạ ảnh xăm ở sau lưng cái hình ở bên góc bên đây này, hình thiên thần nữa. Dạ thiên thần hả? Con hỏi giùm cô coi tại sao lại xăm cái hình thiên thần, ý nghĩa của hình xăm tại sao anh lại xăm như vậy? She say first time when you take it a title to me, like you title an angel. Yes, right. What this mean? Cause I have a title is a, one is an angel with a devil. So I have some two empty sides. So I wanna finish the full bag a title. But this time I find her and then I take it a new angel title. Trời ơi, thiệt không? Là sao? Có nghĩa là ý nghĩa là giống như là khi mà gặp bé này á là kết thúc một cái khoảng thời gian rất là buồn chán, đúng không? Bedtime của anh á, mà gặp bé này giống như là một cái gì đó thiên thần, thiên thần á, về Chu Tha này là thiên thần luôn á. Really? Yes. Tức là con, anh ấy cảm nhận cái điều đó từ lúc nào, từ ngay lúc gặp con hay là phải tiếp xúc với con xong rồi, tức là ngay lúc gặp con là anh đã cảm nhận cái điều đó rồi, cho nên anh có cái lịch luôn đó đúng không? Con cũng không biết là lúc con hỏi anh thử coi, tại sao anh cái cảm nhận nó của anh từ ngay lúc gặp con luôn hả? She said when you saw me, you thinking about this title liar and look like an angel to make you title or? No, not really. But don't know, when I meet first time, and then when we meet the first time, I just saw she's picture. But when I really meet and then after, I feel like more than falling in love and then I try some more. Có nghĩa là cái cảm nhận đó, xong rồi bắt đầu từ từ nói chuyện thì cái điều đó nó đến gần hơn, như là gặp thì cũng mong muốn cái điều đó đúng không? Ủa nhưng mà con có hiểu cái ý nghĩa cái hình xăm thiên thần trên lưng của ổng? Ngay thời điểm đó? Là ngay cái thời điểm là con hiểu là ổng xăm là vì là ổng gặp con không? Hay là bây giờ con mới biết? Con cũng nghĩ một phần là ổng xăm tại vì chắc cũng có gặp con ở đó. Với lại một phần là ổng cũng có hình xăm trước đó rồi á, là cũng là thiên thần với lại một bên ác quỷ. Xong rồi ổng cũng muốn thêm vô, nhưng mà cũng chưa biết thêm cái gì, thì lúc mà gặp con xong thì cũng có nghĩ đến cái việc là xăm thêm thiên thần vô để cho nó kín luôn cái lưng giống vậy. Cái lưng ổng chắc cũng kín chân luôn đúng không? Luôn dạ. Trời ơi. Hay quá. Rồi. Hay quá. Rồi bao lâu thì tụi con mới chính thức coi như là quen nhau? Dạ, sau khi mà ảnh xăm ở bên con xong
thì ảnh muốn trở thành bạn trai của con, là ảnh nói trong lúc mà ảnh xăm của con luôn á. Ủa là mới đó mà đúng không? Muốn thời gian rất là mới phải không? Thì dạ rất là mới, chỉ mới có mấy ngày thôi à. Mà ảnh qua xăm là trong lúc đang xăm là đã bộc lộ là muốn làm bạn trai luôn rồi. Ồ, vậy hả? Dạ đúng rồi. Mãnh liệt thiệt chứ. Dạ. Nhưng mà lúc đó con không chịu. Tại vì con sợ. Tại vì ảnh là người nước ngoài mà con chưa có biết gì ảnh hết á, nhưng mà ảnh kiểu anh tới tấp quá, cái con bị sợ. Con sợ lỡ như mà con đồng ý cái sau này cái ảnh đi mất tiêu rồi con không biết mình như thế nào nữa. Mà lúc mà con đang xăm á mà ảnh có ý muốn làm bạn trai con không, bị rung không? Dạ con cũng có hơi bị khẩn khẩn á. Đúng không? Con cũng suy nghĩ đó. Rối chứ. Nhiều khi con xăm cái con cũng đứng yên luôn. Con suy nghĩ đứng yên hay là chọc sâu hơn? Dạ, con đứng yên. Em muốn em làm bạn gái anh. Bị đi. Ủa nó nghe nè, là trong lúc xăm là ổng tỏ tình luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì đó, sao tỏ nhanh tình dữ trời. Con thấy rất là nhanh luôn á. Em hỏi ổng coi tại sao ổng lại tỏ tình nhanh như vậy. They say why you take it a title and you say want become my boyfriend too fast. Actually I want to submit good girlfriend in Vietnam because I feel too lonely, and then I want to some know about in Vietnam because that time I just come in Vietnam from Korea 3 months, so and then I caught you. Ông nói là lúc mà ông thấy con á là ông muốn bắt con luôn, tại vì thấy con dễ thương quá, mà ông cũng muốn có một người bạn gái tốt á, tại ông thấy con nói chuyện thật thà, cho nên ông muốn là bạn trai con ngay lập tức luôn. Lùm luôn. Có nghĩa là từ lúc ông vô xong, ông gặp con xong là ông về ông dí một bạn ông luôn đúng không? Dạ, lúc mà ổng trở thành bạn trai của con á thì cũng nhờ một phần của cái anh kia nữa. Xong rồi anh kia mới kêu là anh phải mua cái gì đó tặng cho em, tại vì em là người để cho anh gặp được cái cô bé đó. Hay quá. Dễ rồi ha. Nghĩa là bao lâu, nghĩa là sau cái bữa xăm đó thì đến khi nào con mới đồng ý làm bạn gái ổng? Dạ một tháng sau con mới đồng ý được. Dạ. Trong một tháng đó là anh có đến xăm thêm một vài cái thiên thần nữa không? Ví dụ như xăm thêm. Dạ sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con á là ảnh đòi xăm rất là nhiều luôn. Mà lúc đó là free hết, miễn phí luôn. Cô đang hỏi là trong một tháng ảnh cua con á, dạ, ảnh xăm thêm gì không? Cái cớ nào để mà ảnh gặp con? Ví dụ như xăm tên con á. Trong cái một tháng đó thì để chiếm lấy cái lòng tin của con á, với lại của ba mẹ con thì sáng nào ảnh làm xong á, từ quận 12 ảnh bắt xe qua quận 11 của con nè, rồi ảnh hả tự làm đồ ăn đem qua cho con ăn sáng, xong rồi mua trái cây, rồi mua lê Hàn Quốc, rồi mua bánh kẹo cho mẹ con quá trời luôn. Ơi nói nghe nè, nhưng mà ba mẹ con có thấy cái mấy cái hình xăm của ảnh không? Dạ có. Rồi lúc đó phản ứng của ba mẹ là sao? Ban đầu lúc mà ảnh mới qua con xăm lần đầu tiên á thì ba mẹ con kêu là đừng có dính líu gì vô tới người nước ngoài người ta hết, tại vì không biết người ta như thế nào á, ba mẹ cũng sợ. Nhưng mà sau khi mà thấy ảnh giống như mua quà, mua đồ, mua bánh trái để lấy lòng á, cái mẹ con cũng thấy là chắc là người này tốt, cái kêu con là nếu mà được á thì con thử tìm hiểu người ta coi như thế nào, coi có tốt không. Nhưng mà lần đầu tiên ảnh tới nhà con, anh gặp bố mẹ con thì có cái chuyện vui gì không? Dạ có, rất vui luôn. Cái lần đầu tiên mà anh tới nhà con á là con chỉ đưa địa chỉ thôi. Xong rồi tại vì nhà con mới vừa xây xong á thì cái đèn làm việc của con nó bị hư, thì con với mẹ là mới đi mua, thì lúc mua là chưa có về tới thì ảnh có vô nhà con, thì ảnh thấy sợ quá tại vì cái đường hẻm nó rất là nhiều. Xong rồi ảnh mới thấy một cái ông chú nhìn cũng bậm trợn lắm, không có mặc áo mà người cũng đô vậy nè, ra tiếp ảnh, người đó là ba của con. Ba của con thì ba của con nói là ba của con chỉ ký hiệu á, tại vì ba của con không có biết nói tiếng Anh. Động từ tua. Dạ. Ba xài động từ tua. Tại mà con... ba có xăm mình không? Dạ không. Ba không có xăm mình, mà con có nói với ba là xíu nữa có một anh người Hàn Quốc ảnh qua ảnh xăm, có gì ba thấy ảnh ba đón giùm. Thì khi mà ông này bước xuống xe là ba con lại, ba con chỉ ba con làm thấy ghê lắm. Cái xong rồi tại vì lúc đó con chưa có về tới, lúc đó con đang trên đường về thì ba của con dắt ảnh vô cái quán nước ở ngay xóm luôn để mua nước cho ảnh uống. Thì ở kế bên thì có mấy ông chú bậm trợn là bạn của ba con á, thì mấy người đó có xăm mình. Xong rồi ổng sợ, ảnh sợ lắm tại vì ảnh nghĩ là
ở trên mạng người ta kêu là đừng có uống nước của người lạ, nhiều khi có bỏ thuốc bỏ này bỏ kia. Cái xong rồi ba con kêu là uống nước đi, thì ổng mới kiểu ổng cũng giả bộ ổng uống thôi chứ ổng không uống. Dạ cũng sợ bỏ thuốc mê. Dạ đúng rồi, sợ quá hả Giang, sợ quá. Rồi sao? Dạ. Xong rồi ổng móc tiền ra trả thì ba mà không có lấy. Cái ổng nghĩ là trời không biết là có bị gì không. Xong rồi ổng nghĩ là nhưng mà cũng phải đưa một cái gì đó. Xong rồi ổng móc trong túi á ra mấy viên kẹo, xong phát cho mỗi người một cái giống như là trả tiền lại cái nước. Là lúc đó con về tới là con gặp ổng luôn. Mà con hỏi tức là giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với ai hơn? Dạ giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với mẹ. Hỏi Giang đi, hỏi tại sao Giang lại thương mẹ hơn. She say why you love mom too much better than father. In the Korean have this mean wife mom love is a daughter husband. And have this mean in the Korean, and then I don't know why she better than computers to me, and then I do some more give food for mom, and then after I feel some more than confidence to her. So and you love mom đúng không? Mm-hmm. Dạ tại vì một phần á ảnh cũng mất mẹ từ sớm á, ảnh thiếu cái tình yêu của mẹ đúng không? Với lại mẹ của con cũng chăm sóc cho ảnh rất là nhiều luôn. Khi mà ảnh bị bệnh hay gì á, mẹ con gọi cho bác sĩ vô truyền nước biển. Nói chung mẹ con rất là lo cho ảnh như một người con luôn. Vậy đó đúng rồi. Tức là ảnh mất mẹ lúc nào, bao nhiêu tuổi? Dạ ảnh mất mẹ lúc ảnh bao nhiêu? Hai tuổi. Hai tuổi hả? Dạ. Thương Giang quá hả? Mất từ rồi. Rồi sau đó tình yêu của con như thế nào? Tức là một tháng sau, kể từ lúc ảnh tỏ tình, sau 5 ngày biết con, dạ, đúng không? Dạ. Thì một tháng, có nghĩa là cách sau đó một tháng là tụi con quen nhau. Đó. Rồi trước khi tụi con cưới nhau, thì hai đứa có sống với nhau trước đó không? Dạ. Sau một tháng là con đồng ý trở thành bạn gái của ổng á. Thì 2-3 tháng sau là ổng đòi cưới con rồi. Lúc đó cũng nhanh lắm luôn á, đòi cưới con, nhưng mà lúc đó con cũng chưa có chịu. Tại vì con kêu là sớm quá, mình chưa có hiểu hết được 100%. Bây giờ con nghĩ tốt nhất á là nếu như mà để chắc chắn hơn á thì mình dọn ra sống riêng, sống thử trước. Dạ đúng rồi. Sống thử trước, xong rồi nếu như mà hợp nhau á thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Còn nếu như mà có vấn đề gì á thì mình cứ tiếp tục. Dạ hoặc là như thế nào đó. Thì tụi con dọn ra chung cư sống thử luôn. Bao lâu? Dạ gần một năm. Gần một năm. Dạ. Sau đó mới cưới luôn. Dạ đúng rồi. Trong một khoảng thời gian sống thử đó thì con thấy tính tình của ổng như thế nào? Dạ thì trong khoảng thời gian sống thử á, tụi con cũng xuất hiện nhiều cái vấn đề lắm. Giống là như... nói luôn cái kia luôn đi. Cái mà gọi là cái tật xấu á, sau khi mà, tức là lúc mà mình yêu nhau thì mình chưa thấy, nhưng mà lúc về mình sống với nhau rồi á, thì mình thấy anh có phát sinh những cái tính tình nào mà mình cảm thấy bất ngờ, thấy là không có giống cái lúc mà yêu nhau. Dạ giống như là ổng rất là nóng tính luôn. Và rất là ghen. Rất là ghen. Kể trường hợp ghen nghe chơi rồi. Dạ. Con người Hàn Quốc ghen sao nè. Dạ. Là khi mà con dọn ra chung cư thì có một lần con có dẫn một người bạn về cái căn hộ đó để chơi, để cho biết là cái nhà của tao sống như thế này. Thì bạn của con á là thế giới thứ ba, là gay á. Thì lúc đó là ổng đi làm, ổng đi làm, nhưng mà con có nói với ổng là em dắt bạn em qua ăn cơm. Và cái người bạn đó là con có dắt bạn đó với lại ảnh anh Giang đi chơi chung với nhau rất là nhiều lần. Nghĩa là biết nhau rồi đó. Biết rồi, cũng biết là bạn con là thế giới thứ ba rồi. Nhưng mà vẫn cực kỳ không thích khi mà dắt một người khác giới vô nhà. Dạ đúng rồi, nói là cái nhà này nè chỉ có được anh với em là ở nhà thôi, không được dắt bất kỳ ai hết. Mà bây giờ không có anh ở nhà nữa, không biết chuyện gì xảy ra. Kiểu ảnh bị cái một cái giống như là ảnh không có tin tưởng là thế giới thứ ba là người ta có thật hay là giả. Dạ tại vì ở bên Hàn Quốc á, cái chuyện thế giới thứ ba nó rất là hiếm. Rất là hiếm để mình bắt gặp á. Rồi khi anh ghen anh làm cái gì? Anh ghen xong rồi ảnh cãi với con sùm hết trơn á. Nhưng cái xong rồi lúc đó là con kêu thôi mày đi về đi. Trời ơi chồng tao ghen quá. Có đập tay vào tường hay là có khóc, có chảy nước mắt? Dạ hay là có trời ơi vò đầu bứt tay gì không? Dạ không. Ảnh chỉ nhắn tin với con không à. Tại vì lúc đó ảnh đang làm ở trong công ty á. Anh chỉ nhắn tin với con xong rồi một hồi là ảnh im lặng luôn. Mà ghen xong rồi có giận vợ bỏ khách sạn ngủ không? Dạ ảnh ngủ ở trên công ty.
À, vẫn tối không về luôn? Dạ, 2 ngày luôn, ngủ trên công ty 2 ngày. Cuối cùng là con nhắn tin năn nỉ ông về hay là... Dạ đúng rồi, con nhắn tin năn nỉ tại vì con cũng suy nghĩ là chắc mình cũng hơi sai sai một xíu. Tại vì dắt người khác về nhà cũng không có đúng lắm. Thì con có nhắn tin với ảnh là em xin lỗi. À, em nghĩ là cái này là em sai thiệt. Thôi thì nếu như anh bớt giận rồi thì anh về nhà với em đi. Là về liền phải không? Xong ảnh mới nói là thật ra anh muốn về lắm rồi, nhưng mà anh ngại, anh không dám nhắn tin cho em trước. Có nghĩa là Giang là một lần ghen là ghen ở nhà. Dạ. Với người thế giới thứ ba. Dạ. Rồi có bao giờ mà ghen ở ngoài không? Dạ, không phải có. Là ghen cũng thế giới thứ ba. Cũng thế giới thứ ba luôn. Là trong Giang một, à. Là trong một năm sống thử đó phải không? Dạ đúng rồi. À, đâu cái lần thứ hai là dữ dội. Cái lần thứ hai là con có một người bạn cũng thế giới thứ ba, mà bạn đó là dancer. Thì bữa đó bạn đó rủ con với ảnh với một số người bạn khác đi vô ba chơi. Thì ở trong trỏng nó rất là ồn á, thì mình không có nói chuyện bình thường được. Mà phải kề sát lại để mà nói chuyện. Đúng rồi, kề sát lại mà nói chuyện. Thì khi mà ảnh thấy kề sát nói chuyện nè, mà cái người đó đó ở ngoài thì cũng nhìn manly rồi. Đúng, nhìn manly. Nhưng mà kề sát nói chuyện thì tự nhiên ổng nhìn cái bắt đầu con thấy trên mặt ổng hiện cái gì đó không thoải mái rồi. Con mới nói là anh sao vậy? Cái xong mà ảnh mới nói là tại sao cái người này lại nói chuyện với em lại sát như vậy, lại gần như vậy. Cái con mới nói là trời, em nói với anh là người này là thế giới thứ ba mà, người ta cũng như giống như con gái vậy đó, chứ không có gì hết, chứ anh đừng có nghĩ như vậy. Thì bạn con cũng ổng cũng kiềm chế được chút xíu. Thì xíu nữa, tại vì cái bạn kia của con á, bạn hăng quá rồi, bạn nhảy lum la hết á. Cái xong rồi nhảy mà kiểu lỡ đụng chúng con một cái, trời ơi, ảnh nắm cổ áo của bạn con vậy nè. Nắm cổ áo vậy luôn. Trời ơi, lúc đó con sợ bắn người luôn. Con sợ bắn người luôn. Cái con mới stop hai người ra. Rồi con đưa tiền chú, con chạy về trước luôn. Con nói thôi chị đưa tiền trước, có gì á mình nói chuyện sau, rồi để chị về nhà chị giải quyết với ổng. Đêm đó em, sao? Em đừng có... Trời ơi, đêm đó con với ổng cãi nhau quá trời luôn. Cãi nhau rất con lớn. Con hỏi Giang coi, sao Giang lại, cô muốn biết tại sao Giang biết cái người đó vậy rồi mà Giang còn ghen à? Why before we have a fight with my friend gay in a club? Why you know about? You don't believe? I believe her, but this time I don't know too much about gay because I live in the Korea very long time and I don't know why. It's very some culture shock to me too. In a gay, so I some can't understand it, but not now. Ông nói là tại vì ông sống ở Hàn Quốc rất là lâu rồi, ông chưa thấy trường hợp nào như vậy hết. Kiểu khi mà ông thấy thì ông bị sốc văn hóa, bị sốc văn hóa. Tại vì lúc đó em con nghĩ là ông cũng chưa có hiểu được nhiều ở bên Việt Nam này á, tại vì ông cũng mới qua ở được, cũng mới vỏn vẹn cỡ gần một năm thôi. Thì sau cái bữa đó tụi con cũng cãi nhau rất là nhiều, nhưng mà con cũng là người đứng ra để xin lỗi ổng, tại vì con nghĩ là chắc là con cũng nghĩ là con cũng có sai trong trọng. Thì sau cái lần đó xong thì về sau là không bao giờ lặp lại hết, là không ghen nữa, không ghen nữa. Là bình thường luôn, bình thường với mọi người luôn. Là ổng hiểu, là ổng hiểu rồi, được lúc đó mối là quan hệ là... với những người bạn như vậy. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ coi như đó là một cái tật xấu của anh đi, hai tật rồi đó. Đó, nhưng mà bây vừa giờ nóng tính là vừa ghen nè. Rồi coi như bây giờ là không còn nữa đúng không? Dạ bây giờ là ổng cực kỳ gọi là hiểu rồi, rất là hiền luôn. Rồi bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Ảnh không nghe lời con, tại vì lúc mà ảnh đi làm á, ảnh bắt ráp đi làm. Con có nhiều lần con nói là lúc mà anh đi ráp á, người ta chở anh á, anh đừng có dùng điện thoại nha, tại vì á, không có biết là cướp hay gì nữa, lỡ như mà bị xui, lỡ như bị cướp rồi la nữa. Xong rồi anh nói vậy, anh biết rồi. Rồi bữa đó bị giật điện thoại luôn. Đi ráp xe ôm á. Dạ, bị giật điện thoại lúc 6:30 sáng. Trời đất ơi. Rồi lúc mất điện thoại rồi, Giang gọi về cho vợ, Giang nói như thế nào? Lúc mà bị mất điện thoại. I just use a phone. I just checking call, have a message from in the office, so I checking notification. Ring and bắt. It's can't touch anything. Mới đây. Dạ không.
cũng lâu rồi, lúc mà con với ông sống thử bên chung cư á, là ông bị mất, mất xong rồi gọi tìm cách gọi cho con. Lúc mà ảnh lên công ty á, ảnh đăng nhập vô Facebook để ảnh nhắn cho con, ảnh nói là bị mất điện thoại rồi. Mà con thấy cái giọng điệu nhắn tin là con thấy kỳ kỳ rồi, là cũng đang vừa bực vừa tức mà vừa buồn á. Xong rồi đi làm về á, bình thường là đợi con về ăn cơm, về đi ngủ luôn. Buồn quá. Tại vì không dám gặp vợ, sợ vợ chửi. Cái vụ không nghe lời á, đúng không? Đúng rồi. Xong rồi lúc mà dậy con nói cho một hơi, con nói là đã nói là đừng có dùng điện thoại rồi này kia rồi. Xong rồi phải đi mua điện thoại mới. Cái tội không nghe lời con á. Rồi đó, con kể đã là hết rồi. Hết rồi, bây giờ qua, không hết rồi. Bây giờ qua tới cho Giang đi, con nói đi. Giang có điều gì chưa có feel good về con? Do you think about what is I'm not good to you? Sometimes very, I don't know where it make you angry, but very too fast her to angry about. And then I hope so you some more when you're angry. I want to you some listen to my talking. That's all. Anh nói là con kiểu lúc mà con bực á, con bực rất là nhanh luôn. Con bực một cái là con là sùm luôn. Ổng nhiều lần ổng nói con hung dữ quá. Hung dữ quá con bị bực nhanh, với lại con không bao giờ mà lắng nghe ổng nói chuyện hết đó. Lúc mà ổng đang muốn nói gì đó con làm việc riêng mà. Tại vì con cũng là một kiểu người bướng, con bướng, con rất là bướng. Con cũng rất là ghen nữa. Mày cũng giận nè. Dạ. Ghen nữa hả? Con cũng ghen nè. Ủa, ổng có dính phốt gì không mà sao con ghen? Có, ổng có dính phốt. Con cho ổng kể đi, cho ổng kể đang dễ lấy hình. Con cho gọi là kể một cái lần nào mà con ghen á, mà ổng ấn tượng nhất á. Lúc mà con ghen ổng á, lúc hôm đó là ổng ấn tượng nhất về cái lần ghen đó, cho ổng kể đi để mà lấy hình. Nha. I have been jealous too much when you have a day something. Can you talk this story with them? This time is just company dinner on one day, and then have too much so many office worker people with her in my boss. My boss is near here, but he take it one girlfriend. Your boss? Yes, my boss. He sitting in here, and then he take it one girlfriend and is sitting here. But I don't want to make any mistake, so I just turn back like this, talking with my brother. And then don't know why when I go back home I saw this situation, and I really don't know what happening to coming, and but she first saw about what's this, what's this, and I really don't know what I say, what to do, what situation is this. I feel too sorry, and then I really don't know, so how to say this situation. Cái lần đó con hiểu lầm là do ổng đi ăn với lại công ty á, thì ông chủ có dắt theo bạn gái, mà bạn gái này uống kiểu, bạn gái này cũng kiểu là cũng hăng hái đồ lắm, thì uống cũng hơi nhiều á, xong rồi té vô ổng, té sao mà ở đây dính một cái vệt son nhỏ xíu à. Nhưng mà con về con thấy, con thấy một cái con kiểu con suy diễn ra tùm lum thứ á. Trời, cái con điên lên. Con la quá trời luôn, con hỏi là tại sao có cái này. Trời ơi, con ghen lòng, ghen lộn lên. Rồi cái ông khóc. Thì đó, con cũng đâu có vừa đâu. Bởi vì á, bên đây cũng 1 9 1 10 chứ đâu có vừa đó. Nhưng mà là sau đó là giải thích rồi con mới hiểu đúng không? Dạ đúng rồi. Thì các con cũng phải lại xin lỗi một lần nữa đúng không? Dạ. Tại con bữa đó có phải nhờ ông sếp ông giải thích không? Dạ có. Có đúng không? Tại phải giải thích xong con mới yên tâm. Tại vì nếu không có giải thích mà con chỉ cho qua thôi thì con để trong lòng. Tội nghiệp. Ổng thì ổng ghen lộn BD không? Bà đó. Ghen lộn. Còn bà đâu ghen lộn. Bà ghen thiệt, nhưng mà bà ghen với bạn gái người ta. Bạn lộn tình huống. Đó. Rồi còn thật xấu gì nữa không Giang? I have a bad something more. No, she's no. Perfect. Đúng rồi, không? Rồi, bây giờ Giang muốn vợ mình thay đổi điều gì? Do what I need to change. I just want about some she more than became some wild, not wild, some mild. That's all. That's all. Just one. How about lazy? I think that's impossible to you. Mong muốn con đừng có hung dữ nữa. Hiểu ông nhiều hơn. Với lại đừng có lười. Tại vì việc nhà thì ông làm không à? Vậy hả? Dạ. Ông làm hả? Dạ, con đôi khi có làm một ít
nhưng mà đa số là ổng làm không à, ổng tự ổng làm ấy, nhưng mà ổng thấy ổng làm nhiều quá cái ổng nói con nghe, nói nghe là em có thể phụ anh làm cái này chút 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 được không, giống vậy đó. Cái gì mà impossible? Yes, right. Cái gì mà impossible. À, impossible là cái lười của con á, là không thể, là không biết là có thay đổi được hay không á. Con thì mong muốn ổng thay đổi điều gì? Con thì mong muốn là ổng cũng hiểu con nhiều hơn, với lại ít làm việc lại một xíu để quan tâm con hơn nữa. You understand her? Con nói tiếng Anh cho ổng hiểu. I say I want you sum down to working and make a time to take care of me some more. Vậy là chúc mừng hai con. Hiện tại thì hai vợ chồng ở đâu? Ở chung nhà với con hay là dạ, ở riêng? Hai tụi con thuê nhà là ở chung với nhau. Nhưng mà ở tách biệt với gia đình đúng không? Dạ, đúng hai rồi. Đứa nhưng mà ở gần nó luôn. Gần luôn cho tiện đúng không? Rồi bây giờ là hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? Con và anh lấy nhau được 3 năm, gần 3 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ, hiện tại con đang mang thai 3 tháng. Wow, chúc mừng nghe. Chúc mừng. Rồi, rất là vui. Ở đây là với một câu chuyện của hai vợ chồng. Chị thấy không, mặc dù là ghen, hoặc là giận, nhưng mà vẫn thấy rằng là hai bạn rất là yêu thương nhau, và đặc biệt là con rất là yêu Giang. Giang cũng yêu vậy, Giang yêu con ghê, nhìn ánh mắt mà, và lại rất là trìu mến mỗi khi mà nhìn vợ. Và Giang như thế này là anh Quốc Thuận chúc cho hai mẹ con ha, đến ngày khai hoa nở nhụy thì là mẹ tròn con vuông, và mau chóng cả gia đình cùng với cháu nội nha về thăm ông nội và thăm các cô chú ở bên Hàn Quốc nha. Good luck your family. Your family. She say, he say that hope so I put our baby will be healthy. And we can together go to Korea and meet every family people today. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Rồi xin cảm ơn. Cảm ơn Giang, và hy vọng rằng là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc, sẽ hiểu nhau nhiều hơn, và chuẩn bị một cái tinh thần thật là happy, rất là hạnh phúc khi mà chào đón thiên thần xuất hiện nha. Bây giờ mình